Anas bước vào vòng 17 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út bằng cuộc tiếp đón Antawon. Sau khi lập poker bàn thắng vòng trước, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng bằng cú đúp kiến tạo. Hai đường truyền thành bàn của CR7 góp công vào chiến thắng 2-1, giúp đội chủ nhà duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý khi Ronaldo góp mặt trong một khoảnh khắc bất ngờ cuối trận, ống kính camera ghi lại hình ảnh siêu sao Bồ Đào Nha tiến đến trước mặt tiền đạo Leandre Tawamba phía đối thủ. Ronaldo chủ động giơ tay ra bắt, nhưng Tawamba ngoảnh mặt từ chối và chống nạnh bỏ đi. Sở dĩ có chuyện này là vì Tawamba không chấp nhận phán quyết của trọng tài. Sau khi tham khảo màn hình VAR, người điều khiển trận đấu đã công nhận bàn thắng thứ hai cho Anas. Tân suất Cameroon và các đồng đội Antawon không hài lòng vì cho rằng Ronaldo đã rơi vào thế việt vị trong tình huống Abdullah Madu ghi bàn ấn định tỷ số. Chính vì thế, Tawamba đã từ chối thiện chí bắt tay từ CR7.